Chào tất cả anh em nhá. Thì hôm nay Trung Môn Sai có mặt tại Đền Trần, một trong những cái địa điểm mà Trung Môn Sai muốn chia sẻ với tất cả anh em. Đi theo Trung Môn Sai thì có Đao Phủ, Vũ Song Hồng và anh Phúc. Đấy, hôm nay là hai ông là cứ tươi tỉnh thoải mái lên. Thì hôm nay là nghe nói là anh Phúc cũng muốn giao lưu một vài tác phẩm ở vườn cây của bạn, một trong những người mà chắc chắn là nói lên thì anh em biết là bạn Khoa nhá, rất nổi tiếng. Hôm nay thì Trung Môn Sai cũng đi cho anh em đi đến một cái bất ngờ, là một trong những cây tán tầng phá rất là già, được bạn Khoa sưu tầm ở đây. Đây cũng là một trong những báu vật của tỉnh Nam Định, nghe nói là giá rất là nhiều tiền. Đấy, thôi thì anh em cứ chờ xem nhé, chờ xem là Trung Môn Sai ghi hình chi tiết đây. Thì thực ra là nói đến đây thì để anh em biết là có đi thì mới có biết này biết ta. Thì hôm nay là có đến rồi thì Trung Môn Sai cũng chia sẻ với em một trong những cây được hình thành qua các đời nghệ nhân cũng tương đối nổi tiếng rồi. Hôm nay tiếp tục về tay bạn Khoa, một trong những cây mà to đấy, chậu này đấy, cũng không phải nhỏ đâu. Và vườn vừa qua thì khá là nhiều phôi đẹp. Chú, anh em xuống nước đã. Ông chủ nói chung là ra đây bất ngờ quá. Đấy, Khoa hôm nay thì nhân là rất vinh dự được tiếp đón anh em Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa đến thăm vườn, và mong anh em chỉ bảo cho nhiều hơn. Đó, Khoa là có chất giọng rất là hay. Đấy. Để Trung Môn Sai quay một tí chương trình tí nhá. Thì thực ra là đến nơi rồi thì hôm nay là những cái hình ảnh này cũng muốn lưu giữ lại để làm một cái video thật ý nghĩa tại vườn bạn Khoa đây. Cũng rất mong là anh em yêu cây cảnh trong ngoài nước nắm bắt được cái địa chỉ cũng như cơ hội về đến tỉnh Nam Định đây thì ghé vườn cây của bạn Khoa, một trong những người khá nổi tiếng. Đấy, nói về trong năm 2021 thì chúng tôi đã nói rồi, năm nay năm 2022 rồi, để anh em có thể là giao lưu tham quan được cái là các lãnh đạo thì đang ở trên. Bây giờ thì Trung Môn Sai cũng hơi có sự thiệt thòi một chút, anh em đi là anh em cứ ngắm hết vườn cây rồi thì mới đến được Trung Môn Sai, có khi chưa ngắm là lại đi phải đi vườn khác rồi. Thì hôm nay là những cái cốt này thì chủ nhân thì đang là pha chè pha chát trong kia, là để Trung Môn Sai lướt một vòng nhá. Khoa ơi, cho mình hỏi tí này, như cái phôi này, này trong vườn mình thì chắc là nó cũng tương đối tiền đấy nhỉ? Đây là tán tầng chứ đúng không? Cây này là cây tán tầng. Tán tầng đây. Đây là cái vết tích của tán tầng đây này. Bạn Khoa có thể lổ cho cái địa chỉ ở đây không nhỉ? Ở mình là số nhà 123, tổ 22, đó, Miền Tức Mạc, phường Lộc Vượng, thành phố Lâm Định. Số điện thoại luôn. Số điện thoại là 090 426 3976. Rồi, ok. Chào, cũng mong tất cả anh em bà con mà về được cái cốt đấy cũng là cốt rất quý thì mình cái này là mình đặt tác phẩm này là ngưu long. Ngưu long à, đúng rồi, nhìn đẹp quá. Nhưng mà mình muốn chia sẻ với cộng đồng mạng cũng như một số anh em ở ngoài nước thôi. Đây là một trong những cây mà form dáng rất đẹp, thì không biết là Khoa lấy về lâu chưa? Mình lấy được 4 tháng rồi. 4 tháng rồi à? Chắc là củi thóc nó cũng nhiều đấy nhỉ? Đúng rồi, được nửa tỷ. Nửa tỷ. Nhưng mà bây giờ ra là khoảng bao nhiêu? Thì cũng gọi là anh tiền tỷ chứ. Tí thì cộng tí cho nó vui. Thế đấy nhá, đấy là một cái rất là chân tình. Tình cảm mà trong kênh Trung Môn Sai thì mình đi đến đâu là mình cũng rất là thích là tham khảo một tí giá cả trong cái đầu năm 2022 này. Thì rồi, ok nhá. Rồi. Mùng 1 đấy, chúc bà con mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt hơn nữa. Đó, cảm ơn ông chủ. Thực ra những cái lời chúc đầu năm rất là chân tình. Năm nay năm 2022 rồi. Cây lộc vừng, bạn Khoa nói là cũng ngon ngát 1 tỷ thôi. Cây quá đẹp. Cây của anh bán à? Vâng, cũng bán nhanh vậy. Cũng căn bản là cây của anh cũng anh em cũng giao lưu cả. Để những cái phôi khá đẹp. Những cây, những tác phẩm đẹp. Hôm qua thì trên nóc tầng rất là nhiều hàng quý. Hôm nay thì không biết là có cuộc giao dịch nào không, nhỏ nhỏ nó không thì để chờ xem. Hãy
tiền đâu, muốn mua cây tiền đâu. Kinh nhỉ. Bạch đây em, bạch đây. Quá gớm. Nói chung là người ta cũng là những người chất lọc, lưu trữ những cái phôi rất là quý để mục đích là để cho anh em có cái ngày mà về cũng như là giao lưu. Đấy, tham khảo ở đây thì chúng tôi sai quay cũng chi tiết hết được. Để nhân dịp đầu năm này cũng chúc tất cả anh em trong làng kỹ cảnh Việt Nam có một trong những cái năm thành công hơn nữa. Đấy, để mà có những cái đấy. Mà là nuôi gọi là theo kiểu dài hơi ngoài này. À, chụp hai bác cháu cái ảnh kỷ niệm là vật khoa. Rất đẹp, ok. Cây rất là già nhá. Cổng đâu? 8 tầng như này làm cũng lâu rồi đúng không? Đấy, nhìn về mình biết làm khá lâu rồi. Vật khoa nói là lừa tỷ rồi nhưng mà chắc cả khả năng là tiền tỷ này ra thôi, còn ở mức độ bao nhiêu thì chắc chắn kỳ tới này sẽ được kích hoạt một trong những siêu phẩm như này. Để anh em chờ xem. Tôi thì ở lại để ngắm hình như một cây. Kia là chỉ phôi 8 tầng thôi. Cả nước đã hồng cơ anh đâu. Đấy bên kia bác. Tôi chỉ bắt tay lại. Một sân vườn khá là nhiều những tác phẩm nhé, để cho anh em tham quan về giao lưu. Đây là một trong cái phôi cũng đầm lùn. Đẹp. Hello nha, chào bạn Trọng nha. Đấy, đang là ăn sáng. Rồi, hôm nay là cũng anh em cũng tụ họp ở đây. Một chút nữa chúng tôi sẽ tiếp tục lên đường. Đấy, vườn cây của bạn Khoa đây. Ok. Ok. Biết đến Nam Định thì anh em đều biết đến là những dân chơi, là những người mà sưu tầm cũng như là lưu trữ những tác phẩm rất là đẹp. Thực ra là cũng có nhiều tác phẩm được chảy máu rồi nhưng mà đa số là những cây từ Nam Định ra là những cây mà anh em tôi cũng biết đến là khá là đẹp. Mà các anh đang là chiêm ngưỡng đây. Thực ra là bên trên thì hàng nó chưa được cắt, chưa được dọn, đôi khi nó cũng bây giờ phôi ấy, thì này, giá trị của nó cũng khá là cao. Góc trong cùng chưa khai quật. Góc trong cùng bên phải kia, bên đấy thì chắc chắn nó phải trên dưới 5 năm rồi. Giả. Các anh dám khẳng định cây đơn này cây đơn giá thế là một cái, thứ hai là cây đơn này là cây đơn có rất nhiều cái cuộc giao dịch cũng như là giá cả được báo giá đấy, thì cũng mong anh em nào mà đã thực sự hiểu được giá trị đích thực của những tác phẩm trong vườn cây của bạn Khoa đây. Thì thực ra là về đến vườn cây của một số anh em đây thì đều được không đúng buổi sáng hoặc là buổi tối xịt được cây rất tốt. Khoa chăm vẻ kém nhà đơn cứ vàng hết lá vậy. Kỳ đồi bận anh em ạ, do hành khô chứ không phải là đơn này nhá. Mặt trung không có sai. Đấy. Đấy. Đuổi 7 chỗ về rồi. À được. Đuổi chứ gì nữa. Rồi nhá. Tình yêu cây nó phải như thế nhá. Bạn Trọng mặc dù là rất là xa nhưng cũng đã đến đây rất là sớm rồi. Hôm nay cùng anh em tôi khởi hành một cuộc đến tận 12 giờ đêm mới về Nga Sơn. Đó nhá, ok. Tí nữa anh em sẽ đến nhà bạn Trọng và cũng ngắm một số tác phẩm trong đó.
từ đây đúng nhà ông hay sao vậy? Cái cây gì đấy nhỉ? Tầm độ khoảng cỏ à? 7 cây, chú nào? Tí em cho em dẫn đường. Anh có đường giáp gì? Vâng, thì em đi lên cánh đợi là ôi giời ơi. Kinh điển thật. Thằng đấy cỏ chơi cỏ đấy, cây cây đấy. Cái con cỏ nhiều tiền anh Khoa? Con đấy thì kỷ niệm. Hả? Đáng cái đấy thì kinh điển rồi, biết đó không mấy thật là đây. Vâng, em cháu này cũng hoàn này. Dạ vâng, cũng là tập thì cây này. Đây là tập hẳn. Dạ vâng, cháu điểm cháu lúc rồi đi thay là lúc rồi. À rồi, rồi, biết rồi, cháu lúc rồi. Mời bạn Trung vào uống chén nước chè. Rồi, ok, mời tất cả anh em đi. Anh em cứ tự nhiên đi quay tí để với ấy được. Dành cơ hội hôm nay ra tuyệt vời. Mùng 1 mà phải uống sắp tưởng bay rồi. Cây đẹp mà già. Cái thước còn con này lấy nhiều không em? Em lấy cũng nhiều tiền rồi. Em lấy hơn 20. Vâng, nhưng mà cũng hôm qua tí nó quay đấy. Anh gì cái Hà Nội anh bảo chuyển tặng cho anh đi sáng nay, nhưng mà thôi để cho em chơi Tết tí. Cho anh cộng 4 triệu. Đúng rồi.